Đời sống thú vị xin chào các bạn. Có một số bạn ấy tức là hàn cái nhôm bằng cái que hàn nhôm này thì tôi đã hướng dẫn rồi. Thế nhưng mà có cái là khi các bạn hàn nói rằng là cái này cái nhôm này nó cứ bị chảy ra mà lại không kín được. Tức là nó chảy cái ống nhôm ra. Hôm nay tôi hướng dẫn lại là cái quan trọng nhất đấy, làm sạch. Dùng cái giấy nhám, đầu tiên là giấy nhám, làm sạch mối hàn thật sạch. Cái khó nữa là khi hàn nhôm với đồng, ống nhôm với ống đồng thì cái độ bám của cái que nhôm ấy, nó vào cái ống đồng ấy, nó khó hơn. Thế nên là khi chúng ta hàn ấy, thì chúng ta chú ý cái điểm là nhiệt độ. Thì giờ bắt đầu tôi hàn. Này chúng ta có thể điều chỉnh để cho nó nhiệt nó om, nó tụ nhiệt. Nhớ là khi hàn cái hàn nhôm này, chúng ta chú ý là cái nhiệt độ nó phải đủ chứ nó không được dư là nó sẽ cháy. Hòa nóng rồi thì chúng ta chỉ có hàn một lần thôi, để lửa vừa phải. Chứ nếu chúng ta hàn đến lần thứ hai là nó rất dễ bị chảy. Đấy, thì cái nhiệt độ là chưa đủ, để chúng ta tăng lên một chút này. Đó, khi đổ rồi nó sẽ chảy rất đều ra thế này. Đó. Đấy, nó chảy đều, chảy kín ra như thế. Thế bên hàn đồng này cũng vậy. Ta cũng, cái bên nhôm ấy, thì nó nóng nhanh hơn. Đấy, nó chịu nhiệt kém hơn thì chúng ta khò bên đồng. Đấy, khò bên đồng cho nó thật nóng. Ta khò cho nó thật nóng bên đồng trước, xong chuyển sang bên nhôm. Đó, khi đạt tới mức độ nóng đủ là chúng ta cho vào. Đó, nó chưa đủ. Đấy, khi mà chúng ta dí que hàn vào mà nó chưa chảy ra là tức là nó chưa đủ nhiệt. Đó, khi nó chảy ra cái là nó dính ngay. Ta điều chỉnh nhiệt độ thật là hợp lý. Đó. Đấy, khi nó đủ nhiệt độ cái là nó dính ngay đó, nhưng mà nó lại bị chảy ra. Đấy, nó khó như thế đây các bạn. Nếu quá lên một cái là nó sẽ chảy cái nhôm ra. Đấy. Tôi chỉ có thêm một chút nhiệt độ thôi. Đó, nó là chảy cái nhôm ra luôn. Thì lát nữa là tôi sẽ để cho nó nguội đi, rồi tôi sẽ hàn lại cái mối hàn này. Bên này thì nó ngon lành rồi. Đó, nhưng còn bên này.
Đây, cái lúc nãy này, bên này thì nó dính rồi này. Để lửa hơi quá là nó sẽ bị cháy như vậy. Rồi, bây giờ tôi hàn lại. Bên đồng chúng ta có thể cho nhiệt nhiều hơn, cái độ nóng chảy của nó cao hơn, nhưng mà bên nhôm mà chúng ta cho là nó sẽ hỏng ngay, nó sẽ chảy ngay. Đây chúng ta dí thử, nó đã bắt đầu chảy ra nữa. Chúng ta nhớ để nhiệt ở bên đồng nhiều nhé. Đó. Đấy. Đấy. Cái bên nhôm ấy là cái độ nóng chảy của nó thấp hơn bên đồng. Nếu như chúng ta để lửa nhiều ở bên này nó sẽ chảy nhôm ngay. Nhưng mà chúng ta cứ khò bên đồng này, trước tiên là phải làm sạch. Làm sạch. Thế xong rồi chúng ta dí vào thế này. Nếu như que hàn chảy ra mà ăn vào cái đồng này thì là nhiệt đã đủ. Đấy, vậy như lúc nãy các bạn thấy này, tôi sẽ cứ dí dí dần vào và nó chảy ra đều. Đó. Đấy. Đấy thì tiên quyết của cái hàn nhôm này hay hàn đồng ấy là lửa vừa phải, đủ thôi, hơi nóng là nó sẽ chảy cái nhôm ra ngay. Đấy, thế nên là chú ý là chúng ta nếu như hàn nhôm với nhôm thì nó dễ. Đấy, nhưng hàn nhôm với đồng thì nó khó, cái là hai cái nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Thế nên nếu chúng ta mà khò vừa thì cái đồng nó không ăn. Đấy, mà khò quá thì cái này nhôm nó chảy. Thế nên là chúng ta dí bên cái đồng. Đấy, thì nó chuyển sang cái nhôm. Đấy, là vừa. Đấy, khi chúng ta thấy nó nóng rồi mà chúng ta cho cái que hàn vào mà nó chảy ra, nó ăn vào cái đồng này. Đấy, là lúc đó là nhiệt tốt rồi. Đấy, chúng ta dí đều, để dí đều và nó chảy đều hết xung quanh là ok. Rồi hôm nay tôi chỉ hướng dẫn lại những chi tiết quan trọng để hàn cho nó không bị chảy. Đấy, cái lúc đầu là tôi hàn nó cũng chảy, mà tôi chỉ hơi quá một chút thôi. Đó, thế này chúng ta chú ý là chỉ vừa phải, vừa đủ cái là phải xong ngay. Chứ nếu bây giờ mà hàn lại, nó hở mà hàn lại là nó chảy cái nhôm ra ngay. Đó, thế này chúng ta chỉ hàn một lần duy nhất, được là được luôn, còn nếu không được là nó sẽ hỏng. Đó, nhôm nó khó hàn ở cái chỗ đó. Cái điều quan trọng nữa là làm thật sạch. Đấy, dùng cái giấy nhám này làm thật sạch mũi hàn. Sau đó mới bắt đầu hàn. Thì hàn thì dùng cái khò ga này thì nó phải có cái chắn lửa để nó giữ cái nhiệt ổn định nhất. Cái này chế nó cũng đơn giản, tôi hướng dẫn rồi. Đó, thì chúng ta hàn hai cái mối hàn nhôm với nhôm và nhôm với đồng, để chúng ta chú ý những cái điểm đó. Chứ nếu như chúng ta hàn đi hàn lại là nó cứ gãy ra thôi. Rồi, cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.